Và tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay cũng sẽ là một giọng ca có làn hơi dài, dài dường như vô tận thưa quý vị ơi. Hân hình giới thiệu với quý vị tiếng hát của nam nghệ sĩ Thanh Nhường. Hát cho anh đi nha. Giờ mời Ngọc đứng lên chỗ nào. Thấp thấp Ngọc cao quá không thấy. Anh ổng em lên sân khấu chịu không? Thưa tất cả quý vị, bây giờ Thanh Nhường cùng với Phương Cẩu Ngọc xin phép được tiếp tục chương trình để phục vụ tất cả quý vị với đây đi từ từ mình tính với hai câu dòng cổ được trích trong một giải thưởng cải lương rất là nổi tiếng được mang tên. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe hai câu dòng cổ trong giải thưởng cải lương Nguyệt Hổ Dương. Yeah. Dương Thảo Lan. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một gã ăn mày khốn khổ. Gã ăn mày khốn khổ? Phải. Ông đến đây muốn xin đồng tiền hay là phát giàu? Không, tôi tuy là gã ăn mày khốn khổ, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải vì bạc tiền hay cơm gạo. Vậy ông cần gì? Tôi đến đây là để muốn nhìn lại dung nhan của người xưa cũ cho thỏa lòng bóng nhớ. Gã ăn mày hỗn láo, ông là ai? Ông là ai? Xin bà hãy nhìn lại dung nhan của gã ăn mày hỗn láo này. Dương Thảo Lan. Trời ơi, Trần Bảo, anh còn sống đây sao? Thảo Lan. Đừng, em giang anh. Em giang anh, đừng tới gần em Bảo ơi. Tại sao? Tại sao hả Thảo Lan? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đã quen ngủ nên em đành quay. Nhận được anh em lại chẳng được vui mừng. Anh hãy coi em như người tuổi ta. Không, Thảo Lan. Vì hiện tại em là nữ nhân. Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay tôi bị cầm giam trong ngục tù tâm. Người tôi yêu mãi năm chờ tháng đợi, sợ từng cơn gió rít rung làm lúc trời vừa đổ mưa ngâu, làm cho lạc hồng môi tâm mắt biết điểm xanh tóc mây rủ rượi bao nỗi nhớ. Niềm thương cứ rai rứt con tim làm trái ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong, đêm canh dài tắt tóm tương loài qua lạnh lẽo chung cô phòng. Mấy đâu Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời ta là giọt máu tim hồng hết biết giữa những trận rối đoàn nát tan thân xác, nhưng đâu bằng nỗi say đứt của lòng ta. Ta nóng lòng muốn tìm gặp lại thú nhân, nên sau khi thoát chết tình trào gì đây tìm người yêu. Trăng kỷ niệm năm nào người lại xa phương dưới cành lạc. Cành lạc ngày ấy mãi mãi còn đâu một áng mây đai, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin
trả lại người xưa. Ôi như đã bước trong tim. Xin ai hãy cố quên đi cành làng ngày đó ta ôm ấp trọn đời. Hôm nay đã trở thành một tổng đốc phu nhân. Bà ơi, cho đến nay tôi mới biết tôi đã lầm, đi xây lầu vàng yêu đương trên bài cát. Chỉ tưởng khổ sầu đã làm cho bà tàn phai nhan sắc, nhưng nào ngờ bà vẫn vui cười bên gấm lụa vàng son. Dạ, xin hết, xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả quý vị nghe nhiều.